Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Phiên bản V là phiên bản đủ option rồi bạn ạ. Đấy, nó chỉ khác với cái phiên bản Hybrid nữa thôi. Phiên bản Hybrid tức là phiên bản xăng điện, còn chiếc xe này là phiên bản V cao hơn bản G các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, và chiếc xe này lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi nhé. Cam kết với quý vị và bạn là đồng hồ chuẩn, không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn. Các bạn có thể check tại hãng các bạn nhé. Và tất cả còn nguyên bản này, nguyên bản từ dàn lốp theo xe còn dày các bạn nhé, mới tinh và rất dày. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 715 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ. Là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 này. Mời quý vị và các bạn. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần khung gầm thân vỏ bên ngoài của chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V này các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2020, 4 năm sử dụng rồi nhưng mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi. Cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe đây các bạn này. Đấy, phần đầu này, mặt ca lăng này, lưới tản nhiệt này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đèn pha, xe được trang bị đèn pha bi xê nông rồi này. Đèn led ban ngày đều rất đẹp, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị nứt vỡ gì cả các bạn nhé. Đấy, đèn pha bi xê nông này. Phía bên dưới là đèn gầm này, có cả cảm biến trước luôn nhá. Phiên bản V là phiên bản đủ rồi. Cảm biến trước, cảm biến sau, camera 360 các bạn ạ. Đấy, camera 360 này, đây là cái camera đằng trước này. Phanh khoảng cách được các bạn nhé. Phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn. Ở chiếc xe Toyota Corolla Cross thì được trang bị rất là nhiều option, nhất là ở phiên bản V này. Option thì đầy đủ rồi. Camera 360 bạn xem đây ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện auto các bạn nhé. Và camera này, đây là camera sườn bên phụ này. Và đây là camera sau này. Camera sau nhưng chủ xe lắp thêm một cái camera này, là camera hành trình bạn nhé. Camera nguyên bản của xe này. Đấy, cái này là camera hành trình, chủ xe lắp thêm cả trước cả sau luôn. Lắp thêm hai cái xe camera, tức là tổng của camera bây giờ là 6 cái. Đấy, đây là camera bên lái này, camera sườn bên lái đấy. Đấy là camera 360 nguyên bản của xe các bạn nhé. Và dàn lốp theo xe thì còn rất là dày đây các bạn này. Dàn lốp Michelin đây, cả một dàn lốp còn nguyên đấy nhé. Đết lốp này, tôi cho các bạn xem. Đết lốp là 2020 luôn này. Xe được sản xuất năm 2020 và dàn lốp theo xe đây các bạn xem này. Rất là dày luôn nhá. Và đều sản xuất năm 2020 này. Tuần thứ 28 năm 2020. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Dàn lốp còn theo xe và rất là dày các bạn nhé. Đây, cho quý bạn xem này, dàn lốp xịn của xe là dàn lốp Michelin Brema C4. Đấy, và đết là 20 đấy các bạn này. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Nhìn về đằng sau bạn thấy đây ạ, cụm đèn hậu. Đấy, cũng rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả này. Cụm đèn hậu đây các bạn xem này. Rất đẹp luôn bạn nhá. Toàn bộ kể cả chữ với logo chiếc xe này cũng còn đều rất là mới luôn này. Chưa có bị ố gì cả các bạn nhá. Đấy, chữ này, logo này. Phiên bản 1.8V các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, đèn phanh trên cao. Và đây là cái phần gầm của chiếc xe. Chiếc xe được chạy ở thành phố bạn ạ, cho nên là gầm rất đẹp này, rất là mới luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe này rất đẹp luôn này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi. Đấy, rất là đẹp này. Ống bô này. Đấy, đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe chạy ở thành phố cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn.
gầm rất đẹp luôn, sạch sẽ này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là về cái phần gầm đều rất đẹp luôn nhá. Cảm biến trước sau, camera 360, cửa nóc, khóa thông minh, đề nổ start top, phanh đĩa 4 bánh. Option của chiếc xe này rất là nhiều các bạn nhá. Đấy, cảm biến sau có luôn này. Toàn bộ về phần ngoại thất, phần gầm đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ bên trong. Đấy, keo chỉ bên trong cánh cửa trước bên lái đây các bạn này. Keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này. Đấy, nội thất này rất đẹp luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số các thứ này đều rất đẹp. Phanh tay thì là ở dưới chân này này. Đấy, rất đẹp luôn này. Trải sàn da rồi này. Và có cả thảm 5D các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và sản xuất tại Thái Lan bạn nhé. Đấy, sản xuất tại Thái Lan. Với dung tích 1798ml, tức là 1.8 các bạn nhé. Động cơ giống như động cơ của Atis. Và phiên bản 1.8V này thì xe đã được trang bị nội thất da cao cấp màu nâu các bạn nhé. Màu nâu hay còn gọi là màu da bò. Và ghế chỉnh điện này. Đấy, ghế chỉnh điện này, bên trên là cửa nóc này. Bản này là bản V, bản đủ có cửa nóc. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây. Đồng hồ công tơ mét đây, tôi bật cái đồng hồ lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, 4.8 vạn. Đấy, đồng hồ 4.8 vạn chuẩn luôn các bạn nhé. Đấy, đây là cái đồng hồ công tơ mét này. 4.8 vạn chuẩn này. Màn hình camera 360, chủ xe lắp thêm cam hành trình này. Đấy. Cam hành trình luôn bạn nhé. Tôi cho nhỏ cái volume đi. Đấy, rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Từ bậc cửa này nhìn vào cũng không có bị xước sát gì cả. Mới lăn bánh có. Để tôi cho nhỏ cái volume. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau. Đấy, cánh cửa phía sau bên lái cho bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cho đến nội thất phía sau này đều rất đẹp này. Ghế da này. Đấy, nội thất ghế da rất là mới các bạn nhé. Chiếc xe này là chủ xe nhà có 3 cái xe cơ các bạn nhé. Hai vợ chồng mà có đến 3 cái xe. Cho nên là gần như là một người chủ xe đi làm thôi. Cho nên là không có người ngồi đằng sau mấy đâu ạ. Đấy, rất đẹp này. Nội thất này. Cửa gió điều hòa rằng ngồi phía sau này. Toàn bộ từ bậc cửa này bước vào bên trong này đều rất sạch sẽ này. Đằng sau là ít người sử dụng. Cho nên là xe còn rất đẹp các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất này, đồng hồ này các bạn nhé. Chiếc xe này thì rất là nhiều option quý vị các bạn ạ. Đấy. Đấy, rất là nhiều option các bạn ạ. Đây này, trên cái đồng hồ này. Trên cái đồng hồ này là nó chỉ rất là nhiều cái option nha. Cảnh báo lệch làn này. Đây các bạn xem này. Cảnh báo lệch làn các thứ này. Rất là nhiều các chức năng cho chiếc xe này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ, cruise control đầy đủ hết rồi nhé. Khóa thông minh, đề nổ start top này, màn hình to, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn. Nội cửa nóc này, nội thất thì cái phần trần này là bằng nỉ đen các bạn nhé. Đấy, rất mới luôn các bạn ạ, một chiếc xe phải nói là đẹp và đều đấy ạ. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Toyota Corolla Cross 2020 này các bạn nhé. Phiên bản 1.8V này chỉ với 7,63 lít cho 100km quãng đường kết hợp, nếu như trong đô thị 10,26 lít. Nhưng nếu ngoài đô thị chỉ 6,09 lít thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Với động cơ 1.8 rất là khỏe mà lại tiết kiệm nhiên liệu bạn ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cốp sau này toàn bộ từ ốc cốp sau là còn nguyên zin này. Đấy. Ốc cốp sau nguyên zin, keo chỉ cốp sau cũng là còn nguyên zin hết luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là cũng chưa có bị đâm va gì từ phía sau. Đấy, và đằng sau này thì các bạn xem đây ạ, rất là mới luôn nhá. Toàn bộ từ những cái phần nỉ trần này cho đến nội thất ghế da đằng trước này đều mới này. Tấm chắn đồ đây các bạn xem này. Đấy, tấm chắn đồ còn nguyên, rất là đẹp này. Đây là cái tấm chắn đồ nhá. Rất đẹp luôn này. Bên dưới này, đây là cái ốp trục xe này. Đấy, nỉ sạch sẽ luôn ạ. Nỉ rất là sạch sẽ. Chủ xe cũng không hay để đồ gì, cho nên là đều mới luôn bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này, phần nhựa bên trong này đều rất là mới này. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ các bạn xem này. Đấy, lốp sơ cua đây các bạn nhé.
còn mới tinh này, nguyên vạch sơn chưa hạ này. Đấy, còn mới đồ nghề cũng mới tinh chưa dùng đến tí nào nhá. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe phải nói là rất đẹp đấy nhá, lốp còn zin cả xe. Sơ cua còn mới tinh chưa hạ. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này, tắp bi cánh cửa thì rất là đẹp, rất là mới đây. Đấy, rất đẹp luôn này, từ tắp bi cho đến nội thất ghế da này. Đấy, nội thất ghế da đều đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Từ bậc cửa này nhìn cũng đã thấy rất là đẹp rồi. Đấy, một chiếc xe rất là mới luôn bạn nhé. Lăn bánh có hơn 4 vạn thôi, mỗi năm là tính ra là có chạy có già vạn một tí thôi ạ. Đấy, tắp bi cánh cửa phía trước bên phụ đây, keo chỉ nguyên zin, tắp bi nguyên zin luôn này. Đấy, toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô. Đấy, rất đẹp luôn bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là khá hoàn hảo đấy ạ. Đấy, chìa khóa thì còn rất mới này, hai chìa các bạn nhé, chìa khóa rất mới luôn này. Còn nguyên cả hai chìa khóa thông minh. Đấy, rất đẹp này. Tôi lại quên, tôi không bỏ cái bộ sách hướng dẫn vào đây rồi. Toàn bộ sách hướng dẫn với lại sổ bảo hành còn mới tinh luôn các bạn nhé. Đấy, tôi lại bỏ ra, lúc nãy tôi dọn xe là tôi bỏ ra, tôi không để vào đây rồi. Chứ cái bộ sách hướng dẫn với lại sổ bảo hành còn nguyên, còn mới tinh các bạn nhé. Đấy, nội thất đều rất đẹp, từ những cái bậc cửa này cho đến những cái sàn, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Corolla Cross 2020 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.8 lít các bạn nhé. Động cơ này thì dùng chung với động cơ của chiếc xe Toyota Altis các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì nguyên bản phiên bản 1.8V này nó không có cái nắp máy nhựa đâu các bạn nhé. Cái nắp máy này nguyên bản là không có, mà chủ xe phải mua thêm ở hãng đấy. Đấy, chủ xe phải đặt thêm ở hãng để chiếc này để lắp vào. Đấy, nguyên bản của chiếc xe nó chỉ có thế này thôi. Chứ không nhiều người để bảo sao tại sao có còn có nắp máy, có còn không. Đấy, nguyên bản là nó chỉ có như này thôi này. Không có nắp máy nhá, chủ xe mua thêm nắp máy đây, và tất cả còn nguyên bản quý vị bạn xem đây ạ. Từ những cái ốc chân máy này còn mới tinh luôn này. Đấy, ốc mặt máy cũng mới tinh, keo chỉ nguyên zin. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào ở trong cái chưa có thay cái gioăng chỉ này các bạn nhé. Đấy, keo chỉ thì bên ngoài, còn làm chỉ của cái cao su mặt máy này. Đấy, còn nguyên bản luôn bạn nhé. Ốc còn nguyên hết này, chưa có ốc nào bị tháo đâu bạn nhé. Còn nguyên bản và rất đẹp đây các bạn xem này. Đấy, một cái động cơ mà mới lăn bánh có hơn 4 vạn thôi, không khác gì xe mới quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà mua một chiếc xe mới bây giờ đi vài bữa thì nó cũng sẽ như thế này thôi. Đấy, và chiếc xe này thì các bạn xem đây ạ, nếu như so với một chiếc xe mới thì mua xe mới bây giờ nếu đăng ký xong là nó cũng sát 1 tỷ các bạn nhé. Đăng ký xong là gần 1 tỷ. Chiếc xe này là chủ xe chia sẻ là ngày xưa mua được với giá ưu đãi, đăng ký xong cũng đã gần 1 tỷ thôi bạn nhé. Đấy, bây giờ là mua một xe lướt như thế này thì tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Và toàn bộ là nó còn nguyên zin như các bạn xem này. Đấy, từ ốc cabo, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ còn nguyên zin này các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả những con ốc này là đều trong còn nguyên zin này. Đấy, ốc tai này, trong này đều nguyên hết. Những chiếc xe Toyota thì xem về cái phần đầu rất là dễ xem bạn ạ. Đấy, nó thoáng như này đây. Nếu như bị đâm đụng hay là va chạm là nhìn biết luôn, không thể giấu được, không thể làm che được cái việc đâm đụng hay va chạm bạn nhé. Nếu như va chạm là dễ bị lộ lắm ạ. Đấy, còn nguyên, chiếc xe này là còn nguyên zin hết này. Từ những cái ốc ở trong này đều nguyên zin. Đấy, và rất là đẹp như này đây. Chủ xe thì rất là cẩn thận bạn xem nhé. Đã mua thêm một cái nắp máy đấy. Đấy, nắp máy như này, nhìn cái động cơ nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020, một chủ từ đầu lăn bánh hơn 4 vạn km này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là đồng hồ nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản luôn, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 715 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross 2020, một chủ từ đầu này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip,
hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.